hay rồi, hay quá, không biết cái gì nữa, không biết cái gì nữa mà nó này, đạo nhạc cái này, đạo nó mới đầu, vậy giờ muốn ra chủ đề sẽ tác làm sao đâu? Ủa mà anh cứ địa phương nào cho biết địa phương đó là đâu có biết được bài nào chứ? Hết rồi nhạc đúng không? Không nè, tấm này, dù thằng nào Phước Lộc, thì Phước Lộc, vì là ý tưởng của anh. Nào. Nhưng mà khi về lớp anh kỹ tính hơn nữa. Cái ông đi. À đúng rồi. Hay quá. Yeah. Ông về lớp đi nè, về lớp này. Sáng tác về quê hương nhé. Sáng tác về quê hương nhé. Nhưng thằng Duy Phước Long, thằng Duy giỏi. Sáng tác với chị bà. Quan nghiệp không? Ông quan nghiệp à? Thằng Điệp 24. Rồi thằng Hậu 24. Rồi sáng tác sau nói. Nó bậy rồi. Bậy rồi, ý tưởng. Tao muốn viết thì tao viết, anh không quy định nhịp. Vậy mà vẫn sáng tác được. Rồi các em lên điện đàn guitar, vô anh sáng tác, anh lập sáng tác. Cả lớp đưa bài điểm xong cho em 6 điểm. Hỏi là gì? Bài cái không được 6 điểm, mà cái công được điểm thấy mẹ nè. Bài 6 điểm không được, vậy không tốt. 6 điểm là cao bài, đúng là 3 điểm à. 6 điểm. Đúng là 3 điểm. Đúng là 3 điểm. Rồi, bế bộ bộ mà sao mà cái tuổi học trò này sao mà nó biết bài, hay có bài. Phải, thương nhưng mà sau này là khi ra trường mình rủ thầy trò thân thiết ăn nhậu là thương thôi, chứ sự ghét dữ trời lắm. Quậy, vô trong học cái thầy Nguyên nè. Múc lá xít. Ba. Dạ học cái vụ lá xít á. Cái này lá xít là đưa cái bài mà mình hồi xưa cái thời mà cao đẳng mình làm gì mình dòm lá xít dòm được ba không bè. Cái này lấy đây lấy đây. Vỡ bài. Vậy bu bàn nè, cái bu năm đứa nha, hoặc là năm đứa gãi nè. Sướng âm luôn. Xưa thì được dòm thầy đàn là dòm nè, dòm thầy đàn dòm không đàn là khoái thôi. Nhưng mà cuối cùng mấy thằng sao á. Nó đâu dòm đâu. Thằng Điệp chứ thằng Đạm á lấy cái dép bi tít không. Giấu trên cái gốc cây á chơi kêu đắng. Cái ông thấy rồi. Cái ông gãi xong nha, cái ông đây dép đâu. hay lắm ông biết không biết lý hả dép đâu dép đôi chiếc dép nó vào ông nói thằng Điệp lấy phải không, không có thấy không có cái ông lụm chiếc bi tích còn lại chọn điệp ra Điệp húp gục gớt chúng Đạm gớt bất kỳ nữa chứ thầy ơi em không có là gớt bất kỳ luôn đó. là thầy Nguyên là gớt bất kỳ là không có kể chuyện da nhờ kể cho ta chuyện Dạ. Là có chị là vỡ bài có thiệt không nghe. Con Giang vậy nè, con Giang là đi học đi guitar là một đứa một cái đàn guitar. Nghèo thấy mẹ có tiền đâu đi mua cái đàn guitar. Cao đẳng mà. Ông vô trong cao đẳng là ông nói là đứa gọi cái bành vỡ bài nhé. Vỡ bài là như là mình đúng rồi vỡ bài. À, ông bài đó. Thì đứa ông cái đàn, cái Hương Giang nó có đàn đó. Cái nó vô gốc lớp á, cái nó lấy cái vỏ đàn, tay vỏ đàn này thu cái vỏ đàn guitar. Nó quay vô nó gãi với cô nè. Nó gãi là cái ống đi xuống đó. Thấy hết rồi. Về đi. Nhớ thầy ơi em gãi với tình mà. À, thôi thế học đi. Không nữa. Cứ là bất thường lắm. Cái dị lên trên bàn gọi là vui. Ổng là thầy Nguyên là giống như là ổng cầm cái đọc nhạc phải không? Cái ổng đọc tự nhiên mình là ổng vui đấy. Không quan tâm thế giới bên xung quanh. Vậy đó. Ổng không quan tâm gì hết. Khoái vụ mà kể vụ mà cái gì mà lớp xong trốn lớp khác hả? Rồi nè, hồi xưa là cái cao đẳng mình là phòng 15, 16 phía sau là cái chỗ bồng nước đó. Học phòng 15. Học 15 xong cái ông viết bài, ông vẽ tập nhạc xong rồi. Cái bây giờ không biết, cái trời lắm. Thôi tụi bày trốn ở lớp khác học. Nhưng mà phòng 16, cái nguyên lớp trong 16. Cái núp dưới nước luôn cho nước cái bàn á, ông đi xuống cái ông đi kiếp, ông nhiều là tới phòng là ông thấy luôn, cái quà 16, cái phòng 15 là cái phòng mà là tiếp nhạc rồi, đúng phòng chơi phòng chính thức, hôm qua bên kia, hôm qua cái ông thấy học sinh bây giờ nó ông cũng khôn lắm nha, bây giờ là ông không thấy nha, cái ông đi phòng 16 thấy mình núp rồi, ông biết rồi, cái ông đi vô, ông vô cái ông đứng cái bàn nè, thấy hết rồi, lúc đi hết rồi, cái ông lúc là cái ông dọn bảo đó. Đứa nào lao bản mất tiêu rồi. Cuối cùng cái bài bên kia đứa nào lao bản này mà hên một cái cặp của thằng Nhiêu Khoa đó không Nhiêu Khoa sách qua luôn à. Ông nghĩ là phòng ngon này là phòng ngon này đứa nào lao bản này mà ông quên vô hết rồi ông đi kiếm ông nói hết rồi mà cái lao bản mất tiêu luôn
còn chuyện nữa. Dắt hai không? Hả? Dắt hai. Dắt hai. Mãi. Chúng đọc, chúng đọc. Cái chuyện gì mà chúng đọc, thôi đừng mét nha. Liền nào cho thằng Minh Tàng. Liền Minh Tàng. Liền Minh Tàng này học vô học. Sướng học vô học. Sướng học, sướng học vô học. Cái học sao cái nóng quá. Dục cái tập ra ngoài, ngoài cửa luôn. Không dục quá. Dục luôn, dục thiệt luôn. Minh Tàng nó cũng thẳng lắm mày. Người ta nói em mé khoa đó. Nó đi về luôn, đuổi về Minh Tàng em về mé khoa. Cái cuối cuối tiết làm như thấy hơi giỏi đấy. Thôi lụm tôi nói. Kêu ai lụm? Kêu đại với đứa sinh á. Lụm tôi không nói. Lụm cho nó đi. Mày sao? Cũng lụm luôn, mình học sinh đâu biết đâu. Còn có Phúc nữa, Phúc nữa. Con Phúc ngồi nói chuyện mà, cháu lấy cái thước ngủ á. Không đánh nhỏ, đánh cái tay là gãy thước luôn. Yeah. Gãy thước luôn. Con Phúc nó nóng bưng bưng nè, con nói là em xin đi bé khoa. Em xin đi bé khoa cái vụ này. Cái ông biết ông suy nghĩ sao á, mà không có buổi đó, buổi sau ông xuống thân, có đau không? Có đau không? Đau không ạ? Không hề, em biết khoa. Có đau không? Có, ý là gì là có đau không? Có đau không? Còn cái chuyện mà cái chuyện gây bất thời nhất là con đang thanh, con đang thanh là sư hát nó nói trời đất nhớ đen gì nó không học hành chứ giết cái nó nhạc nó không học chứ nó dòm thầy nha. Hồi xưa ông thầy nghiên cứu chắc cũng thầy mình khổ mà ông dòm nó thầy ấm ý thầy mặc quần xì lớp mỏ là cái quần lên nó có lủng một lỗ nè đi thuốc hay đó thầy mặc quần xì lớp mỏ. Ông mới nóng. Thôi, học đi. Học đi. Cái là nó nóng. Cái học học rồi cái ổng sao không biết sao bị đau á. Vô cũng cái tàu nhà. Cái người ta thở, "Ê tụi mày ơi." Ông thầy áo. Ông bị bệnh sao mà sao cái lưng một cái vòng cái áo cái vòng kỳ quá. Bạn đang ông vớ bài. Vớ bài. Cái con Thanh nó đẻ đó, Thanh nó. Tao học không được mày ơi. Ông thầy sao có dòng trong lưng kỳ quá. Cái... nói chơi nói thiệt. Nói thiệt quá. Cái dòng cấn lên cái dòng ông ngồi ghế không biết. Nói, cái dòng kỳ quá. Nói, bệnh rồi mẹ ơi. Bệnh nè. Ghê quá. Cái ông dòm rồi. Cái ông bỏ đi ngoài. Ông bỏ đi ngoài. Tụi em nhìn luôn. Ông xuống phòng y tế. Ông xuống giờ không biết. Ông xuống chồng ông đi lên. Ông nói à. Không sao. Bình thường, không đi. Cứ khi nào ông xuống, ông hỏi câu y tế. Ông ơi, không sao, không đi, tốt rồi. Vớ vả. Không đi. Cứ cho đi ngoài đây là cái chuyện này Nguyên. Anh, đây là bản quyền và anh đưa lên là Nguyên. Nguyên đưa anh đó. Nguyên đưa anh đó. Tiếu gió đó là cái này, cái gì cũng là nhưng mà theo dõi luôn, ông xuống tới thiệt, ông sợ, ông sợ người bệnh đó. Ông lên luôn, không sao, ông vui, ông nói không sao, không đi. Nặng dữ cả. Còn chuyện nữa. Nữa à? Chọc ông đụng, kiểu bụng. Tại vì ông cho tụi em gớt. Cái đi ra ngoài cổng, hồi xưa bà cao đẳng đó. Ra, em với Tướng Mập với Đăng Thanh ra cao đẳng. Ông đắp bù xuôi nè, hỏi. Thầy đắp bù xuôi, ông đấy. Giờ thằng bắt rồi, bắt đâu này? Nhá, Thanh ơi, mừng quá, ông dòm nè, dòm nè. Con kia đâu ghé, ai nhẹ con Thanh nó vỗ tay, ai nhẹ nó dòm lại, nó xe ôm trước nó dài nó. Mà nó khùng, nó không kêu, nó cầm áo dài chạy theo xe ôm nó. Gần 200 mét, chạy cờ cho nó. Quỵ đi, Thanh nó quýnh quá, nó dướng cái áo dài rồi nè, nó không kêu kẹp, nó cầm nó chạy theo. Tiền 200 mét á, dòm lên chết mẹ anh. Trời ơi, không bắt hả? Không phải, giao thông thì Nguyên bắt. Là thầy nói là Nguyên vô chế, không bắt rồi. Đăng Thanh tại vì cho Đăng Thanh gớt. Nguyên đang vô tay, dòm lên dưới cái áo dài, cầm áo dài mới chạy theo. Bây giờ lúc lần kia gần 200 mét. Ông thầy Nguyên giải thích nhiều sự thích lắm, nhiều cái chọn ông cầm cái dép chọi thế nào đó kìa. Cái đó để chọi thằng đẹp chúng đạm đó. Có vụ thằng Minh Tàng là lụm chân khủng đi đó, lụm tập á, lụm chân khủng đi biết đâu lỗi. Cái đâu hả? Nhìn đây, cái đâu không? Cái đâu là ông Phúc biết lỗi. Đừng mấy khoa hả? Phúc này